Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có một số cái thùng nhựa này. Cái thùng này là 55 gallon mình mới mua được ở trên Facebook nha các bạn. Thì cái giá của nó khoảng 20 đồng một cái thùng như vậy. Mình sẽ cắt đôi ra được những cái thùng như vậy để mà mình sẽ bỏ đất vô trồng rau. Thì hôm nay mình sẽ trộn đất để mà trồng cho rau muống, rau cải hay những cái loại rau ăn hàng ngày cho năm nay trong những cái thùng này ha các bạn. Đây thì hôm nay mình sẽ trộn đất. Đất thì nó có hôm nay mình có cái đất Fox Farm này, cái đất này rất là tốt. Mình không có cần nếu mà mình có nhiều đất này thì mình chỉ cần trộn cái đất này để mà trồng là tốt lắm rồi, nhưng mà mình muốn trộn thêm nhiều thêm đất nữa để mà trồng trong những cái thùng nhựa đó, thì mình sẽ mix cái đất Fox Farm này với lại cái phân nấm nha các bạn. Đây là phân nấm. Và ngoài ra thì mình có trộn thêm cái phân gà. Đây là cái phân gà organic. Rồi mình trộn thêm cái phân giun. Và ngoài cái đó thì mình sẽ bỏ thêm cái hạt perlite này để cho đất nó tơi xốp nữa các bạn. Thì cái mục đích của mình để mình trộn hết những cái loại đất và phân này vô như vậy, thì khi mà mình trồng bất cứ cái cây gì xuống, giống như là rau muống, rau cải hay rau gì đó, mình sẽ không phải bỏ phân nữa, bởi vì trong đất nó đã có đầy đủ các phân rồi. Thì khi như vậy thì khi mà mình hái mình ăn thì nó sẽ không có bị dính các cái loại phân hay cái loại gì đó. Thì đây tất cả những cái loại phân mà mình đã trộn trong đất ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành trộn đất nha các bạn. Đây là cái hỗn hợp bao gồm đất Fox Farm, phân nấm, phân gà, phân giun, perlite. Thì mình trộn lên với tỷ lệ nói chung là tương đối 2 bao phân nấm, 1 bao Fox Farm với lại một ít phân gà, một ít phân nấm, một ít perlite, thì nó ra như được cái hỗn hợp như thế này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đổ vô trong những cái thùng xanh này để mà trồng rau ha. Đấy, mình đã trộn đất và làm được 4 cái máng để mà trồng các loại rau rồi đây các bạn ơi. Thì bốn cái máng này mình dự định mình sẽ trồng một cái máng cải nè, một cái rau muống và một cái rau mùng tơi và một cái gì đó mình vẫn chưa có nghĩ ra. Đây sẽ phục vụ cho những bữa canh, bữa cơm trong nhà bình thường. Hy vọng là nó sẽ lên tốt tươi. Vì đất này mình trộn rất là chất lượng, có các loại phân do sẵn trong đây rồi. Khi mà mình gieo hạt hay mình trồng xuống thì mình sẽ không phải bón phân nữa nha các bạn. Rồi, đấy. Đó là cách mình trộn đất và để trồng rau ăn trong nhà nha các bạn. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ gieo cái hạt rau muống này ha. Thì hạt rau muống này mình đã ngâm được 2 ngày rồi, thì bây giờ nó có một số hạt nó đã nở ra và một số hạt nó đã bắt đầu lên mọc rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ xuống và mình lắp đất lại. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bỏ xuống lòng vòng như vậy rồi mình sẽ lắp đất lại. Thì đây là cái bồn rau muống của mình. Đấy, cái bồn rau muống này thì mình sẽ thả hạt xuống thôi. Rồi sẽ lắp đất lên thì nó sẽ được một cái bồn rau muống này. Cái bồn phía dưới này mình đã đục được một số cái lỗ để mà cho nước nó thoát, bởi vì bây giờ cái khu vực mình đang là cái khu vực mà trời mưa, mùa mưa, thì chắc chắn là nước sẽ rất là nhiều, thì mình phải đục lỗ cho nước nó xuống, chứ không là nước nó sẽ tràn ra các bạn. Đấy, có vẻ như là cái ô này nó hơi dày, đâm ra là mình sẽ làm hai
hai bồn như vậy nha các bạn. Đây. Rồi, vậy thì khi mà mình gieo hạt xuống xong rồi thì mình sẽ lấp đất lại. Lấp đất lại cho nó nó mọc mầm thôi. Đấy. Sẽ đổ đất lên cho nó mọc mọc lên thôi. Hy vọng nó sẽ lên tốt. Trong đất này nó có đầy đủ các dưỡng chất rồi, phân do đủ thứ, mình sẽ không phải bỏ phân ở trong cái giai đoạn mà nó lên. Đây là cái cách mình trồng organic. Giờ mình đã bỏ hạt xuống rồi là sẽ không có phân nữa. Thì mai mốt mình cắt mình ăn thì mình không có sợ là dính phân hay là cái gì đó. Rồi xong, thế là xong một bồn rau muống rồi các bạn. Đó là cái cách mà mình trồng rau muống. Rồi mình sẽ mai mốt mình sẽ up đây cho các bạn là nó lên thế nào nha. Đây là ô cuối cùng mình sẽ trồng mùng tơi nha các bạn. Thì bây giờ đây là một số cái mùng tơi mà mình để giống từ năm ngoái năm nay. Thì nó có một số cái cây con đây. Cái cây con thì sẽ rất là tốt. Đây những cái cây con mùng tơi nó lên đây. Và nó có những cây mẹ này thì mình sẽ cắt ra nhánh mà mình sẽ dâm xuống nha các bạn. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt những cái cây cây gốc này ra. Cái gốc này mình sẽ cắt bỏ đi. Bởi vì gốc này nó đã già quá rồi. Thì đây. Đây là những cái nhánh mà mình sẽ cắt ra để mình làm mình nhân giống nha các bạn. Đấy, đây thì như là một cái cây giống đây, mình sẽ cắm nó xuống thôi. Đấy thì trong đây nó có một số cái nhánh thì mình sẽ cắt, mình sẽ dâm xuống. Đấy cứ dâm xuống như thế thôi là nó sẽ lên. Lá thì cắt bớt. Dâm nó xuống. Đấy. Cắt bớt lá đi. Bởi vì khi mà nó mọc xuống thì nó sẽ không có nuôi được những cái lá này. Đây, mình sẽ cắt mình dâm xuống như vậy đấy. Thì nó sẽ tìm đường nó lên thôi các bạn. Cây non này thì không biết nó có lên hay không, mà thôi kệ thì cứ dâm nó xuống thôi các bạn. Nó lên được thì tốt, mà nó không lên được thì thôi. Đấy, cắt lá đi. Dâm nó xuống. Cái chậu này là cái chậu chuyên cho mùng tơi. Thì hy vọng mai mốt mình sẽ có một số rau, các loại rau để mà ăn hàng ngày nha các bạn. Đấy thì mình cứ làm theo cách này thôi, mình cứ cắt đi và mình dâm nó xuống. Đấy, vậy là mình đã trồng xong được 4 chậu nha. Một chậu là mùng tơi đây các bạn, và cái chậu bên kế tiếp là rau muống, và cái chậu thứ ba từ đây tới là cải bẹ xanh, và cái chậu cuối cùng là rau muống nữa. Đấy, đấy là 4 cái chậu mà mình đã trồng được để mà có rau ăn trong nhà nha các bạn. Đấy là cái cách mình trồng đây ha. Rồi.